Right, xe này là 2.150.000. 2.150.000 for the old lady. Với bà cụ tên gì? Tên Nguyễn Thị Đại. Nguyễn Thị? Nguyễn Thị Đại. Đại, Đại. Nguyễn Thị Đại. Nguyễn Thị Đại. Nguyễn Thị Đại, năm nay... 70. Bà 70. She's 70 years old. Thì chọn lấy cái này thôi. Lấy này cho cháu à? Thôi. Thôi, bà đi à? Đi bà đi xe đạp được. Được. Chút nữa cháu quay bà chạy được. Đi được, bà đi được. Bà đi được. Okay, she says she's gonna ride at home. So I wanna see that. So thanks to James Kenyon. Yeah, he sent me $139.02. And he said to party on. So I hope, you know, we're not gonna party on as much as this woman here, but we can only hope, guys. We can only hope. Ủa, bà này nói là mua để chạy luôn á. Vâng, bà bảo bà đi đấy. Chú nữa quay cái cảnh bà này chạy nhá. Để có cái cảnh bà này chạy. Thường thấy người ta mua cho cháu mà bà đi luôn. Đi cái xe này luôn. Cái này em cũng không biết thì em chỉ để chở cho em không biết về xe đạp luôn. Alright, so this old woman's apparently gonna ride this out of here. Bà đi được đấy. Bà ăn chơi. Bà hơi bị tuyệt vời đấy. Hơi bị tuyệt vời. Vẫn còn đi chùa được đấy. Damn, man, she's taking off. Whoa. Damn, bro. Yikes. Em Hồng á, từ Canada á. Bác cảm ơn em Hồng luôn. Vâng, thì đấy, bác cảm ơn em Hồng giúp đỡ gia đình nhà bác để cho hai cháu cái xe cháu nhỏ đi học. Vâng. Có một nhà tài trợ nữa là chú Wong á. Vâng. Người Hoa. Vâng, thế thì đấy, tôi xin cảm ơn nốt các bác. Chào nói gì mà. Yeah, thanks to Hong Nguyen from Canada. She sent $192.50, and also to Chin Ken Wong, a Chinese guy, he sent $47.90. So we were able to afford a bike, 2.15 million and 1.79 million for her two granddaughters. Cháu này nhận. Vâng. Cháu kia thì nhận xe lớn. Vâng. Cháu nhỏ thì đứa 6, đứa 2. Đứa cháu nuôi đứa ngoại. Bây giờ hai cháu là không có xe đạp. Vâng, toàn có bạn này đi ngồi người giao đỡ tiền cái đứa nhớ đi cho học mấy tháng này các cháu lên này. Ông ấy năm nay 85 tuổi có năn gì đâu mà. Thì tiếp tục tồi Nam thôi. Thì cô làm gì? Nghề gì? Đi Nam thuê. Ai nhớ cái gì thế nào ý. Chứ cô tên gì? Tên Phi Thị Vân ạ. Vâng. Vâng. Chứ cô năm nay nhiều tuổi rồi? Gần 70 rồi. À. Thôi cứ bận đi Nam suốt đấy, rồi chả đã đi Nam rồi. Bây giờ cháu nhỏ rồi, ông ấy ra chả đi Nam rồi, cứ đi Nam. Ông yếu đau suốt đi. Rồi cái xe lớn là lấy rồi à? Lấy rồi. À, cho em chú cái xe lớn luôn. Cái xe lớn là ở ngoài à? Vâng, xe lớn cho bà. À, lấy rồi. Alright, she already took the big bike. Là giờ cái xe này là cháu lớn lấy, là cháu bao nhiêu tuổi? 14 tuổi à? À, chứ giờ cháu hiện tại là không có xe đạp à? À, ok. Thôi thì chúc cháu chạy vui vẻ. Vâng, chú. Đấy, đến từ đây cái chạy cho nói đấy, đời ba thì Nam về đấy. À, hai chị ăn mình đến cái chạy cho nói đi. Lâu rồi mà nó nói. Cảm ơn các chú ạ. Dạ, cảm ơn các chú các bác. Chú ai cháu có cháu xe đi học gì? Cháu tên Bảo Ngọc. Bảo Ngọc, tên đẹp hả? Tên của chị Nân Hình. Thôi thì cháu... Cái này nhiêu tiền nhỉ? 3090. So this is 3 point. Đấy, lại cái này. 3,090,000 for this woman here. Đuôi cho chồng nhớ đi. Với bạn 1m35 mà đi cái loại này đấy. Này cho anh một cái như này nhá, cho chú một cái như này nhá.
mới 35. Giờ em tên gì? Nói to lên em. Em tên là gì? À, Nguyễn Thị Tươi ạ. Nguyễn Thị Thị Tươi ạ. Tươi. Vâng. À, Tươi. Với nó không rõ là. À, Tươi làm nghề đồng nát à? Vâng, nghề đồng nát. À. Cho cháu 4 à, lớp 4 à? Vâng, lớp 4. À, lớp cháu 4. Nó còi lắm. À, còi. À? Nó có 21 cân mà học lớp 4 rồi. Xong rồi ạ. Xong rồi, thế ạ. À, anh có đồng giấy kia không dùng đến thì cho em. À, cũng cái này là tiệm của đâu cái này là tiệm. Cái nhà tài trợ Adrian Chung đúng không? Adrian Chung. À, em cảm ơn Thanh Truyền. À, từ Singapore. Singapore ạ. À. À, tài trợ cho em cái xe đạp này. Yeah, so thanks to Adrian Chung from Singapore. I sent us $192.50 to pay for this bike, $3,090,000 for M Tươi, a scrap collector. So, yeah, thanks to Adrian Chung. Em hiện lấy cái 900. So 900,000 for this. Anyway, we got this security guy. He says he's getting it for someone else, but story sounds pretty shady, even though I want to support a dude, so we're throwing him in as the token male. This is 1.75 million. He wanted to upgrade to a 3 million bike, but I said we'll actually need the actual recipient to come in for that. And là chú đồng ý lấy cái xe này à? Xong rồi đấy ạ. Lấy cái xe này à? Vâng. Không sợ nhỏ à? Nó hơi nhỏ thì bây giờ anh không được. Nhưng mà cái nhân vật chính vào thì đâu có vấn đề gì đâu. Thì anh nói vài câu, anh nói vài câu cho nhà tài trợ mình nhận được. Tôi xin cảm ơn nhà tài trợ, tôi đã xin chiếc xe cho cháu, gia đình có hoàn cảnh. Thì nhà tài trợ anh cũng đã cho cháu xe, tôi xin cảm ơn và nhà tài trợ. Okay. Nó cái này là nếu nhân vật chính vào á thì lấy cái xe này được, chứ giờ lấy hộ thì nó vừa luôn. Cái này nó hơi nhỏ.